3 điểm mấu chốt quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trước trận thư hùng với UAE. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử là lần đầu tiên tiến đến vòng loại thứ 3 của chiến dịch vòng loại World Cup khu vực châu Á. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần giành được ít nhất 4 điểm trong 2 trận cuối cùng gặp Malaysia và UAE. Tuy nhiên, đặt ra tham vọng là một chuyện, đạt được mục tiêu hay không là một chuyện khác. Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn rất nhiều câu hỏi hóc búa mà ông Park Hang-seo buộc phải giải trước khi nghĩ đến vòng loại thứ 3. 1. Làm sao để đá tốt trong mật độ 4 ngày trên trận? Ở trận đấu gặp Indonesia, dễ dàng nhận ra chúng ta đã có một thế trận áp đảo trong hiệp 2. Đây là hệ quả tất yếu của câu chuyện đội bạn đã bung tất cả sức lực để chơi áp sát trong 45 phút đầu. Mặt khác, xét về nền tảng thể lực, Việt Nam rõ ràng nhỉnh hơn Indonesia một bậc. Tuy nhiên, với mật độ 4 ngày trên trận, ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam buộc phải có những tính toán khác đi cho 2 trận đấu còn lại. V-League không thường xuyên đá với lịch dày đặc như thế này. Do đó, nếu không phân phối sức hợp lý, cộng với việc xoay tua đội hình thật khéo, Việt Nam khó giành được những kết quả như ý ở 2 lượt trận cuối. 2. Làm sao để chống Malaysia đá rắn? Sau trận đấu với Indonesia, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam phẫn nộ với lối chơi thô bạo của đội bạn. Ở trận đấu tiếp theo trước Malaysia, tin rằng họ cũng sẽ áp dụng lối đá y hệt để hạn chế khả năng chơi bóng kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam. Ở một phương diện khác, Malaysia về mặt lý thuyết vẫn chưa bị loại ở bảng G. Họ sẽ cố gắng hết sức để đánh bại Việt Nam và trông chờ vào một kết quả có lợi từ cặp đấu giữa UAE và Indonesia. Thế nên, làm sao vẫn kiếm được 3 điểm mà vẫn bảo toàn đôi chân cho các cầu thủ là bài toán hóc búa mà ông Park phải tìm ra đáp án. 3. Tiếp tục dùng đội hình 3-5-2 hay quay về 3-4-3? Phần nào đó trong trận gặp Indonesia, ông Park đã có ý định thử nghiệm một sơ đồ mới. Cách chơi hai tiền đạo của chúng ta phần nào đó đã phá sức các hậu vệ đội bạn với những đường xẻ nách liên tục. Câu hỏi đặt ra là liệu ông Park vẫn giữ sơ đồ 3-5-2 này hay sẽ quay về với hệ thống 3-4-3 quen thuộc? Rõ ràng, hai trận đấu quan trọng trước mắt không còn chỗ cho những thử nghiệm. Chỉ cần một trận thua, những toan tính đường dài của tuyển Việt Nam sẽ đổ sông đổ biển cả. Khi đó, chúng ta phải đợi 4 năm nữa mới được sửa sai.